Kinh Đại Thừa Mật Nghiêm Quyển Trung Phẩm 2 Diệu Thân Sinh Phần 2. Bây giờ Đại Bồ Tát Phổ Hiền phát ra ánh sáng lớn, nhiều màu sắc cùng với các vị Bồ Tát. Bồ Tát Trì Thế, Bồ Tát Trì Tấn, Bồ Tát Văn Thù Sư Lợi, Bồ Tát Thần Thông Vương, Bồ Tát Đắc Đại Thế, Bồ Tát Thánh Giảng Nguyệt, Bồ Tát Kim Cang Tề, Bồ Tát Đại Thọ Vương, Bồ Tát Hư Không Tạng cho đến vô lượng chư thiên ở cung điện Ngọc Mani, các chúng Bồ Tát trong cõi Mật Nghiêm và những người trong cõi Phật khác rồi đến nghe Pháp. Nghe thuyết pháp vi diệu ở cõi Mật Nghiêm, được công đức lớn quyết định chuyển y thường ở cõi này, không sinh ở cõi khác. Tự nhiên đều nhớ nghĩ đến chúng sinh đời vị lai, chỉ muốn làm lợi ích khắp chúng sinh. Nên các vị Bồ Tát ấy thưa với Đại Bồ Tát Kim Cang Tạng: xin tôn giả vì chúng tôi mà giảng nói tất cả thế gian có bao nhiêu hình sắc, do ai làm ra. Như người thợ gốm nhồi đất dính lại làm nên cái bình, những hình tượng của thế gian cũng làm nên như vậy chăng? Như người tạo âm nhạc kết hợp các loại dây, ống trúc, gỗ thành âm thanh, tất cả thế gian cũng vậy chăng? Như một Phật có ba tự tánh, các vật thế gian đã thành tướng thể, nếu chưa thành thì đều ở trong một Phật chăng? Cõi trời Dạ Ma, trời Đấu Xuất Đà, trời Ta Hóa Tự Tại, trời Đại Thọ Khẩn Na La, trời Thiện Hiện, trời Sắc Cứu Cánh, Phạm Thiên Vương, cõi vô sắc, là do tất cả thiên chủ đồng tâm hợp lực mà tạo ra chăng? Chư Phật Bồ Tát ở phương này và phương khác dùng sức biến hóa tạo ra hình tượng của thế gian, chúng sinh ở trong đó khởi lên các mê hoặc. Sự mê hoặc này xem như sóng nắng, như bình và vỏ, sự tạo ra công đức tất cả những người trong thế trụ vào đó, người chẳng tạo các công đức mà bị lệ thuộc vào công đức. Cũng chẳng phải đó là công đức mà nương vào công đức, cho nên lần lượt tất tập các công đức. Như vậy thế gian có bao nhiêu hình sắc chỉ là mê hoặc mà có chăng? Hoặc cho rằng trời Đại Phạm, Phạm Thiên Vương, cả trời Tự Tại đều tự tạo ra. Hoặc cho rằng tiên Sa Ca Noa Đề Na Kiếp Tỳ La tự tạo ra năng lực. Hoặc có lúc vọng chấp từ tánh tự nhiên, do nghiệp vô minh ái mà sinh khởi. Tất cả chư thiên tiên và những người tu định ở thế gian đều hoài nghi mê hoặc vì không có thể tánh. Như huyện, như mộng, như sóng nắng, như thành, càng thất bà đều do vô thị phân biệt chấp có năng sở. Như rắn hai đầu, như thây chết biết đi, như người gỗ giờ mấy mà chuyển động, như vòng lửa tóc rủ xuống giữa hư không chăng? Lúc ấy Đại Bồ Tát Kim Cang Tạng dùng kệ đáp: các hình sắc thế gian không từ đâu sinh ra, chẳng phải Ca Tỳ La, nhân Tỳ La tạo ra, cũng không do phước quả, bố thí hay cúng dường, do Phệ Đà giảng thuyết, nghĩa cùng khác không định. Cũng chẳng phải có không, hay chấp giữ thế gian, gọi là A Lại Gia. Tức thứ tám thù thắng, tất cả đều vận chuyển, như nhiều bình lăn tròn, như dầu lẫn trong mè, trong muối có vị mặn, cũng như tánh vô thường, ở khắp trong các sắc, trầm xạ đều có hương, ánh nhật nguyệt cũng thế, chẳng năng tác sở tác, chẳng hữu cũng chẳng vô, xa lìa các ngoại đạo, các kiến chấp đồng dị, chẳng phải trí tìm cầu, không thể phân biệt được, người định tâm không ngại, chứng được trí bên trong, nếu lìa A Lại Gia, tức không có thức khác. Như sống trong biển cả, tuy cùng biển không khác, biển lặng sóng mất đi, cũng không thể nói một. Ví như người tu định, trong định tâm thanh tịnh, người thần thông tự tại, đạt được các thông tuệ, quán hành có thể thấy, chẳng ngoài sự hiểu biết. Tạng thức cũng như vậy, cùng thức đồng hành chuyển, Phật và các Bồ Tát, người định thường quán thấy, tạng thức chấp thế gian, giống như tìm ngọc báu, cũng như xe có bánh, theo gió nghiệp lưu chuyển, thợ gốm quay bánh xe, tạo thành vật cần dùng, tạng thức cùng các giới, hợp sức lại mới thành, trong ngoài các thế gian, bày ra khắp mọi nơi. Ví như các vì sao xuất hiện khắp hư không, nương theo sức của gió, vận hành luôn không dừng, như vết chim trong không, tìm kiếm không thể được, nhưng chim chẳng lìa không, mà bay lượn lên xuống, tạng thức cũng như vậy, không lìa thân tự tha. Như biển cả dậy sóng, hư không trùm vạn vật, tạng thức cũng như vậy, che lấp các tập khí. Ví như trăng trong nước, và như các hoa sen, không xa lìa khỏi nước, cũng không dính vào nước,
Tàn thức cũng như vậy, không bị nhiễm tập khí. Như mắt có con ngươi, mắt không tự thấy được, tàn thức ở nơi thân, thâu giữ các chủng tử, duy trì mãi thức ấm, như mây che thế gian, nghiệp dụng tăng không dừng, chúng sinh không thể thấy. Thế gian vọng phân biệt, thấy trâu bò có sừng. Không rõ sừng chẳng có, nếu nói thỏ không sừng, phân tích đến hạt bụi. Tìm sừng thật không có, do nương vào pháp có mà thấy có pháp không. Pháp có vốn tự không, không thấy gì đối đãi, hoặc pháp có pháp không, lần lượt hỗ tu nhau. Trong hai pháp có không, không nên khởi phân biệt. Nếu xa lìa sợ giác, năng giác tức không sinh. Ví như vòng lửa quay cho lớp các vị huyễn, đều do ích kiến chấp mà sinh các giác này. Nếu là khỏi nhân đó, giác này tức không có, danh tướng hỗ tu nhau, tập khí không giới hạn, tất cả các phân biệt cùng ý mà sinh khởi, chẳng được cảnh chân thật, tập khí tâm không sinh, từ vô thủy đến nay, mê theo các vọng cảnh. Hỷ luận và huân tập, sinh khởi vô số tâm, năng chấp và sở chấp, tâm chúng sinh tự tại, cái tướng như bệnh vỏ, lìa tâm không thật có, tất cả chỉ có giác, nghĩa sở giác đều không. Tánh năng giác sở giác chuyển tự nhiên như vậy, tạp khí tâm ô trượt, phàm phu vô không thể thấy. Như biển bị gió động, sóng dậy không thể dừng, tâm là cảnh gió động, gió thức sinh cũng vậy, vô số các phân biệt từ bên trong chấp thủ. Như đất không phân biệt, vạn vật nhờ đó sinh, tạng thức cũng như vậy, chỗ nương của các cảnh. Như người dùng tay mình trở lại giữ lấy thân, cũng như voi dùng vòi lấy nước thấm gội mình, lại như những đứa trẻ đưa tay vào miệng ngậm. Như vậy trong tâm mình hiện cảnh lại tự duyên, cảnh giới của tâm này hiện khắp cả ba cõi. Người tu quán hành lâu mới khéo thông đạt được các thế gian trong ngoài, tất cả chỉ tâm hiện. Lúc ấy Đại Bồ Tát Kim Cang Tạng nói lời này rồi, im lặng ngồi xuống, an trụ vào thiền định vi diệu, ở cửa pháp giới nhập vào cảnh giới của chư Phật. Thấy có vô lượng chư thiên sắp đến cõi này để an trú tu tập, liền từ chỗ ngồi đứng dậy, phóng ra ánh sáng lớn. Ánh sáng ấy chiếu đến cõi dục, cõi sắc, vô tưởng, thiên cung. Từ trong ánh sáng này lại hiện ra vô lượng cõi Phật thù thắng, có vô lượng đức Phật tướng tốt đẹp trang nghiêm, tùy theo sự mong muốn của các thế gian mà làm việc lợi ích, đều khiến cho thọ trì danh hiệu mật nghiêm. Các vị Bồ Tát ấy cùng nhau quan sát và bảo rằng cõi mật nghiêm của Phật có thể làm thanh tịnh các phước đức, diệt trừ tất cả tội. Những người tu pháp quán hành trong cõi ấy thì các cõi Phật tối thượng khác không thể sánh bằng. Chúng ta nghe danh hiệu cõi nước này trong tâm vui mừng, hãy cùng nhau đi đến nơi đó. Bây giờ chư thiên từ chỗ ở của mình đi đến cõi này, chư thiên cõi Tịnh Cư, Sắc Cứu Cánh và Phạm Thiên Vương cùng tụ hội đối với Phật và các Bồ Tát ở cõi này đều sinh ý nghĩ mong cầu hiếm có, nên thưa Phạm Vương, thưa Thiên Chủ, chúng tôi cùng có ý niệm lúc nào được theo Thiên Chủ đến cõi mật nghiêm. Phạm Vương nghe lời này rồi cùng với chư thiên vội vàng đi, giữa đường đi chậm lại vì không biết chỗ đến. Phạm Vương liền suy nghĩ, cõi mật nghiêm của Phật là cảnh giới để tu pháp quán hành, chẳng phải người nào cũng có thể đến đó được, chẳng phải là chỗ đến của chư thiên cõi dục, cõi sắc, cõi vô sắc và các ngoại đạo có thần thông. Nay chúng ta làm sao đến? Là nghĩ rằng giả sử ta có được oai lực của Phật hộ trì thì đến đó. Nghĩ rồi nói lời đảnh lễ. Ngay lúc đó Phạm Thiên thấy có vô lũ chư Phật ở giữa hào quang uy nghiêm chiếu sáng. Phạm Vương bạch: Bạch Thế Tôn, chúng con làm sao có thể đi đến cõi Phật mật nghiêm? Đức Phật bảo ông nên trở lui. Vì sao? Việc cõi Phật mật nghiêm là cảnh giới quán hành, là chỗ an trụ của bậc đắc chánh định, các cõi Phật khác tối thắng cũng không thể sánh bằng, chẳng phải là chỗ đến của người có hình sắc. Phạm Thiên Vương nghe Phật bảo rồi liền cùng với chư thiên trở về thiên cung. Bây giờ chư thiên cõi Tịnh Cư cùng mà suy nghĩ, Phạm Thiên Vương có hai lực lớn mà không thể đến được, nên biết cõi ấy rất là tù tắng.
đó là cảnh giới của những bậc tu pháp quán hành chứng tam muội như huyễn. Họ tán thán công đức của cõi mật nghiêm như vậy, âm thanh ấy liên tục truyền đi khắp nơi cùng nghe. Cái Bồ Tát trong hội nghe lời này rồi càng thêm vui mừng cung kính bạch đại Bồ Tát Kim Cang Tạng: chúng tôi hằng khát ngưỡng mến mộ pháp thâm sâu vi diệu, xin bậc trí đặc bậc đại trí giải nói cho chúng tôi. Bồ Tát Kim Cang Tạng đáp: pháp của Đức Phật thuyết không ai có thể diễn thuyết đầy đủ, chỉ trừ được sự hộ niệm của Như Lai. Và Như Lai là bậc giải thoát tối thắng đối với pháp quán hành, có cảnh giới không thể nghĩ bàn. Là thế nào đối với người không tu pháp quán hành mà khai thị giải thuyết được? Lúc ấy Bồ Tát Trì Tấn Tu Dạ Ma và các Bồ Tát liền đồng thanh thỉnh: Bồ Tát Thần Thông Vương, Bồ Tát Phân Thù Sơ Lợi, Bồ Tát Từ Thị, Bồ Tát Khởi Na La và vô lượng các Bồ Tát khác lại thưa: lành thay nhân giả, hãy mau thuyết giảng là có vô lượng chư thiên rỗi nhà trời giữa hư không đồng tâm khuyến thỉnh. Khi ấy Phạm Thiên Vương nhờ ơi lực của Phật đến hội này, hướng về đại Bồ Tát Kim Cang Tạng nói kệ: hôm nay đại chúng này trang nghiêm chưa từng có, đều là đệ tử Phật, tâm tuệ không ai bằng. Các tôn giả ở đây khát ngưỡng mong cầu pháp, con nay còn chưa biết nên thưa hỏi điều gì là hỏi hữu thắng bi, thắng đọa và đảnh sinh cho đến vua chuyển luân có đầy đủ oai lực. Hỏi dòng vua Cam Giá, thiên cung trì quốc vương, pháp của hàng trời người, cõi dục sắc vô sắc là cõi hạnh Bồ Tát Độc Giác và Thanh Văn cho đến Atula, các luận phái chiêm tinh bao nhiêu việc như vậy, nguyện xin hãy giảng thuyết, chúng con và trời người đều nhất tâm lắng nghe. Bây giờ đại Bồ Tát Kim Cang Tạng bảo đại chúng: các ông có nghe Phạm Thiên Vương chư thiên cõi trời tịnh cư như các Bồ Tát một lòng cầu pháp chăng? Khi ấy các Bồ Tát giải thoát nguyệt, Bồ Tát vô tận tuệ, Bồ Tát hư không vương, Bồ Tát trì thế, Bồ Tát đất đại thế, Bồ Tát quán tự tại, Bồ Tát đà la ni tự tại, Bồ Tát bảo kế, Bồ Tát thiên quang, Bồ Tát kim cang thủ, Bồ Tát bảo tích tuệ, Bồ Tát bảo thủ, giới vô lượng chư Phật và đại chúng ở trong cõi này cùng chiêm ngưỡng Bồ Tát kim cang tuệ và nói kệ: quá khứ và vị lai, trí Như Lai thanh tịnh, tôn kính thân cận Phật, tâm sáng suốt không nghi, đại chúng này thích nghe, xin Bồ Tát giảng nói. Bây giờ Bồ Tát Kim Cang Tạng Tam Muội Vương nhìn khắp đại chúng dùng kệ đáp: pháp của Như Lai thuyết tôi không thể nói đủ, chỉ nhờ Phật Bồ Tát dùng oai lực hộ trì, tôi thành tâm đảnh lễ cung tự tại thanh tịnh điện bảo tàng Mani Phật và các Bồ Tát. Tôi bằng tâm kính thuyết, trí thanh tịnh Như Lai nói tiếp chủng tánh Phật, các ông nên lắng nghe. Không thuyết pháp quá khứ và các pháp tối thắng, chỉ ở cõi mật nghiêm hiện bày chủng tánh Phật, trí Phật rất vi diệu, công đức Phật thù thắng, người tu hành chánh quán lìa các tâm vọng chấp, nên chẳng phải sức tôi giảng pháp sâu thâm sâu này, nhờ oai đức của Phật từ Phật nên được nghe. Trí này rất vi diệu, là hoa các tam muội và ở cõi mật nghiêm nhập thiền định hiện bày, sẽ lìa các môn thuyết vì tất cả kiến chấp hoặc có hoặc không có bốn tư chấp như vậy. Chân lý của trung đạo là thanh tịnh tối thượng, người tu định mật nghiêm hay quán sát như vậy, lìa bỏ chấp chuyện y chống vào cõi Như Lai. Khi ấy chúng Bồ Tát trong hội nghe đại Bồ Tát Kim Cang Tạng nói lời này rồi, cúi đầu cung kính thưa: chúng tôi đối với pháp thâm sâu sinh tâm mến mộ, như khác nhớ nước, như ông nhớ mật. Chư Phật và các Bồ Tát trong hội này đối với trí thiền định tâm sâu đều được tự tại, có hai lực thù thắng là vua các cõi trong mong được nghe pháp của Như Lai thuyết giảng. Nguyện xin tôn giả dùng tiếng phạm âm, tiếng trời đã thích và âm thanh vi diệu của Như Lai đã được nghe. Diễn thuyết lại nghĩa thù thắng rõ ràng. Bồ Tát Kim Cang Tạng đáp: Như Lai thuyết giảng pháp ngữ, nghĩa chân thật, hy hữu khó thấy, ví như trong không, chẳng có cây và các vật, để thấy được hình ảnh thì rất khó. Pháp Như Lai thuyết giảng cũng như vậy, dấu gió và dấu chi mà giữa hư không, không thể thấy được. Đức Phật thuyết giảng, vô số nghĩa lý có thể thấy được cũng như vậy. Pháp của thế gian, người có trí tuệ mới có thể dùng thí dụ phân biệt giảng nói rõ ràng. Lời của Phật nói ra hơn các thí dụ, chẳng phải dùng ngôn ngữ sánh bằng. Sự thấy biết của tôi giống như cảnh mộng thành càn thác bạc,
Nay trong hội này, những bậc tu quán pháp hành có trí tuệ lớn đối với nghĩa chân thật đã được hiểu rõ. Nay tôi làm sao có thể giảng nói về cảnh giới không thể nghĩ bàn của chư Phật. Tuy nhiên tôi nhờ, nương nhờ oai lực của chư Phật và đại chúng mà tuyên thuyết. Các Bồ Tát hãy nên lắng nghe Pháp Như Lai thuyết giảng với nghĩa tương ưng, vượt quá tâm ý, chẳng có ví dụ nào sánh kịp. Ví như hoa thơm loài ong tranh nhau hút mật, con nào đến trước hút được phần tinh túy của hoa, con nào đến sau chỉ được hương vị dư thừa. Như Lai chứng đắc pháp cốt lõi, còn tôi vì đại chúng chỉ giả nói phần còn lại của pháp ấy. Vì ấy liền nói kệ cảnh giới của Như Lai, bậc trí mới hiểu rõ. Ngoài năng sở tâm khẩu, vượt lời nói phân biệt, muốn nhiếp phục tất cả tâm kiêu mạn thế gian, cùng hình tướng con người, tướng Phật thì trang nghiêm, hào quang luân ở chân, các tướng đều thành tựu, dạo khắp các cung điện, trời người đều chiêm ngưỡng. Như Lai trong bốn thời, thường ở cõi mật nghiêm, ở nơi các thế gian, thì hiện và niết bàn, lúc điều thiện giảm dừng, ác sinh cùng trượt loạn, tùy các loại chúng sinh, ứng hợp làm lợi ích. Tạo nghiệp không tạm dừng, mật nghiêm thường bất động, mật nghiêm không cấu ế, người quán hành nương ở, lúc sinh ác trượt loạn, hiện bày tánh Như Lai, ví như phần trăng sáng, bóng hiện khắp trong nước, như vậy các hình sắc thì hiện khắp thế gian. Cảnh trí tịnh Như Lai, người trí quán thấy được, vì các loại chúng sinh, sự ưa thích khác nhau, Phật dùng vô số thân, tùy nghi mà giáo hóa, hoặc thấy đại tự tại, hoặc thấy na la diên, hoặc thấy ca tỳ la ở hư không thuyết pháp, hoặc thấy bậc trí tuệ, hoặc lại thấy thường hành, hoặc thấy bà đát na, cư ma và thi khí, hàng a tu la vương cho đến khẩn na la, dòng vua nguyệt cam giá, tất cả đều chiêm ngưỡng. Các thứ báu kim cang cho đến loại trì thiết đều nhờ oai lực Phật ứng hợp mà sinh ra. Thiên nữ và long nữ cùng càng thác bà nữ tìm đến nơi bào thai, tâm không bị mê hoặc. Trong các cảnh cõi dục, Như Lai đã hàng phục sắc vô sắc cũng vậy, không thể làm mê động. Người hành định vô tưởng, chưa lìa sự mê chấp, chả an lạc thanh tịnh, bị đọa lạc lưu chuyển. Người có chỗ sinh thân, không ở nước mật nghiêm. Cõi mật nghiêm vi diệu, thanh tịnh phước trang nghiêm. Người giải thoát tri kiến, được ở chỗ tối thắng, mười tối đại tự tại, thần thông pháp tam muội, được ý sinh diệu tân, trang nghiêm giống như Phật, tu hành đủ mười địa, bố thí ba la mật. Được các tướng trang nghiêm, tân ấy rất thanh tịnh, sẽ lìa sự phân biệt thì giác ngộ hoàn toàn, không có ngã ý căn, tuệ căn thường an vui, các công đức bố thí, nghiệp thanh tịnh viên mãn. Được chỗ Phật thù thắng, cõi thanh tịnh mật nghiêm, cõi này rất vi diệu, không do mặt trời sáng, nhờ hào quang chiếu sáng của Phật và Bồ Tát, ánh sáng ấy rực rỡ hơn cả ngàn mặt trời, không thời gian đêm ngày, cũng không già bệnh chết. Cõi mật nghiêm thù thắng, chư thiên đều kính ngưỡng, bậc tu hành tối thượng lần lượt mà tấn tu, biết rõ tất cả pháp đều do nơi tâm tánh, khéo thuyết a lại gia, ba tánh pháp vô ngã, chuyện thân ấy thanh tịnh, được xem đến cõi này. Phẩm ba thai sinh bây giờ Bồ Tát Kim Cang Tạng, bảo phạm thiên vương, thiên chủ nên biết thân của chúng sinh gồm chính vật làm tánh, các tướng hữu vi thường biến đổi, các đại chủng sắc chủ nhóm vi trần, do các thứ bất tịnh, tinh trùng, huyết mũ hợp thành, tạo vô lượng nghiệp, thường bị trói buộc, ngăn che, ví như cây độc, cành nhánh liền nhau tùm, tham sân si cùng tăng trưởng, đã qua 9 tháng hoặc 10 tháng, theo nghiệp lực sinh ra sự vận động, từ sản môn đảo ngược đầu lại mà ra, nhọc nhằn, sợ hãi, bức bách, chịu vô lượng khổ. Này thiên chủ, các chúng sinh này, hoặc từ trong loài người, hoặc từ các loài súc sinh, ngạ quỷ, A-la-sát, A-tu-la mà sinh, hoặc từng làm vô chuyển luân, cho đến ở trong chư thiên có oai lực tự tại, hoặc là hàng ngoại đạo, tiên nhân trì chú cùng các quyến thuộc, hoặc người tu thiện bị lạc mất thiền định, từ những nơi như vậy mà sinh, khi sinh rồi các căn lớn mạnh, theo chỗ thân cận tích tập nhân duyên mà tạo các nghiệp. Do nghiệp ấy nên bị luân hồi trong các cõi,
Nếu có người trí gặp thiện tri thức, nghe pháp tư duy sẽ được giải thoát giác ngộ, không chấp văn tự, lìa các văn phân biệt, nhập vào ba cửa giải thoát. Thấy chân lý pháp tối thượng thanh tịnh, đạt được sự thanh tịnh tột cùng, đến cõi Phật mật nghiêm. Ở trong vô lượng tất các cõi Phật, tùy thuận ứng hiện. Này thiên chủ, người ấy được giải thoát hẳn, các đường ác sinh tử gọi là bậc đường phu, người trí thiên trung thiên, được chư thiên thường thân cận vây quanh. Thiên chủ, thân của thai tạng, hư dối không thật, cũng chẳng phải tự tánh sinh, cũng chẳng phải do chúng mình ái nghiệp sinh. Vì sao? Vì phân minh ái nghiệp do tướng mà có. Nếu hiểu rõ thì diệt hết, không còn, cũng không tên gọi và phân biệt. Người ấy được sinh về cõi mật nghiêm. Này thiên chủ, nếu những người tu định trú ở tam muội tâm còn phan duyên thì bị sắc tướng âm thanh mê hoặc dẫn dắt sinh ra chấp thủ, không thể đứng vững. Đây gọi là thiền định bị loạn động. Lực tam muội này sinh vào các cõi dục sắc vô sắc cho đến vô tưởng và cõi chúng sinh. Người ấy bị dướng mắt nơi tam muội, nhưng ở trong tam muội khéo điều phục tâm, xa lìa chấp thủ, đối đãi lìa hai thứ chấp này rồi thì tâm không sinh. Ấy gọi là người thực hành pháp chân thật. Nếu muốn sinh vào cõi Phật mật nghiêm, thường phải trụ vào tam muội chân thật này. Phẩm 4. Hiển thị tự tác. Lúc ấy Đại Bồ Tát Hư Không Tạng là bảo Phạm Thiên Vương: Này Thiên Chủ, tông có 8 hoặc 9 loại cùng vô minh sinh khởi làm nhân cho thế gian. Thế gian đều do tâm và tâm pháp biến hiện. Tâm, tâm pháp này và các căn sinh diệt lưu chuyển, bị vô minh làm biến đổi, nhưng tâm căn bản kiên cố không động. Này Thiên Chủ, nhân duyên thế gian có 12 phần, hoặc có căn hoặc cảnh sinh, sự sinh chỉ trong sát na hoại diệt. Từ cõi phàm thiên thế gian cho đến phi tưởng phi phi tưởng đều do nhân duyên sinh khởi, cho có Như Lai mới xa lìa các nhân duyên. Này Thiên Chủ, pháp thế gian trong ngoài động và bất động đều như tánh hoại diệt của cái mình. Này Thiên Chủ, cái thức vi tế biến chuyển nhanh chóng là cảnh giới của Phật, còn thế gian tiên nhân ngoại đạo không thể thấy biết. Cái tiên nhân ngoại đạo bị ái ràng buộc, không thể biết tướng sai biệt của tâm. Này Thiên Chủ, giả sử có người tự làm những việc ca múa, tán tháng tế tự pháp tỳ đa cung tế trời, trong qua 1 tháng hoặc 4 tháng, 1 năm cho đến 1.000 năm để sinh vào cõi Phạm Thiên, rồi cuối cùng cũng bị trở lại cõi dưới. Này Thiên Chủ, ông biết chăng thực hành pháp tỳ đà được kết quả giống như tánh chất của cây chuối không chất thật? Này Thiên Chủ, sự giải thoát của chư Như Lai ở cõi mật nghiêm từ trí định mà được. Nếu người nào muốn giải thoát thì cần phải tu hành đầy đủ. Thiên Chủ, người trong cõi Phật, cõi mật nghiêm không có nạn quyến thuộc sinh tử, tâm của họ không bị các tập khí làm ô nhiễm, như hoa sen vươn lên khỏi mặt nước, như hư không, không có bụi trần, như mặt trời lên cao, xua tan hết mây mù, đưa tất cả chư Phật hộ trì, tắm trong dòng giới thanh tịnh, uống nước trí tuệ vượt qua bờ sinh tử, được giải thoát chân thật. Này Thiên Chủ, thân của chúng sinh ở trong các giới, nam uẩn thức và các pháp đều không tự có, mất duyên sắc sinh ra thức, với như do củi mà có lửa cháy, tất cả cảnh giới theo vọng thức mà chuyển, với như sắc bị hút theo đá nam châm, như sóng nắng thành kẻ tác bà, những con nai ngu muội chạy theo cảnh huyễn. Trong cõi này không có chủ thể tạo ra các vật, chỉ do tâm biến đổi của phàm phu. Này Thiên Chủ, như thấy những người qua lại nhanh chóng trong thành kẻ tác bà, như không có thật, thân của chúng sinh tới lui cũng như vậy, thấy trong mộng như thấy trong mộng, tỉnh dậy chẳng có. Người thế gian thấy có các uẩn pháp, người giác ngộ tâm sáng suốt thì biết các pháp ấy xưa nay vốn tịch tỉnh. Này Thiên Chủ, cái thế giới do vi trần hòa hợp mà thành, nếu lìa tâm thì không thật có. Các vật thế gian có thể tồn tại đều do tứ đại hợp thành, ví như bệnh phong đàm, vì mê mang nên thấy các vật rối loạn, lại như làm cho thay chết đứng dậy, nhưng không có người nào tạo ra cả. Các pháp thế gian cũng vậy, các ông nên siêng năng quán sát. Này Thiên Chủ, tất cả vật thế gian thường chuyển động như bọt nước tụ lại thành hình,
như chất bình, tưởng giống như sóng nắng, cái thọ khổ vui giống như bong bóng nước, hành như cây chuối, bên trong không có lõi, thức như việc huyện thật, giả dối không thật. Này Thiên Chủ, pháp động và bất động, trong ba cõi đồng với cảnh mộng, lúc tâm mê thì hiện, cũng như việc huyễn thuật, thành như thành kẻ thất bại, chỉ là mê hoặc phàm phu. Nếu các ông đối với pháp này, tâm không sợ hãi, tâm biết chân chánh, dùng lợi trí tuệ tiêu đốt tất cả các nhân duyên hoại nạn, thì liền sinh vào cõi mật nghiêm vi diệu an lạc. Này Thiên Chủ, tất cả thế gian đều không có tướng, chấp có tướng là bị ràng buộc, không tướng là được giải thoát. Tướng là cảnh của tâm thì không thật, cảnh giới trí tuệ là pháp chân thật, sẽ liệt các tướng. Ngoài hoạt động của tâm, tất cả các tướng là pháp của tam giới, sắc thân, pháp đều gọi là tướng. Các căn cảnh giới là nhân trói buộc tất cả chúng sinh. Nếu đối với các tướng không tham chấp thì dứt trừ các phiền não được an lạc giải thoát. Bây giờ Đại Bồ Tát Bảo Kế ngồi trên tòa báu ở giữa đại chúng, hướng về Đại Bồ Tát Kim Cang Tạng thưa: Tôn giả là bậc đứng đầu trong chúng Bồ Tát ở các cõi, các ức cõi Phật thành tựu trí tuệ tối thượng, hiểu rõ các pháp, đều đã thấy rõ vô lượng tất đàn. Đối với các pháp quán hành, có thể dứt hết những điều nghi ngờ cho họ, khéo biết nguồn gốc sinh khởi của thân chúng sinh, có thể ở trong một kiếp hay hơn một kiếp dùng âm thanh vi diệu dễ nói các pháp mà không mỏi mệt. Vì sao ông không vì các nhân giả mà giả nói, các nhân xa lìa những sự giống như thuận nghịch mà chẳng phải thuận nghịch, thuyết pháp chân thật khiến cho các bậc trí tuệ đã được thanh tịnh không còn nghi ngờ, xa lìa các nhân duyên vẫn chống được giải thoát. Pháp cùng phi pháp là nhân duyên sinh ra thân này và thân sau, bậc trí có thể thoát khỏi khổ ái của ái ràng buộc. Thưa tôn giả, tâm của chúng sinh nơi như nơi sắc và ánh sáng mà tác ý duyên theo các cảnh, tâm ấy rất thanh, rất nhanh, khó nhận biết được, vì vô minh ái nghiệp làm tán loạn nhiễm ô. Thưa tôn giả, vô số các pháp trong thân chúng sinh ý là dẫn đầu, là nhanh nhất, là thù thắng, ý cùng tự ân giới pháp hiện đang có, pháp ấy đều là ý là ánh làm tán như ngọc mà nơi hiện rõ, ánh sáng được rõ. Vì sao nhân giả không thuyết nghĩa như vậy? Là như màu sắc của ngọc mani tùy theo mỗi chỗ mà hiện rõ, nhân giả cũng như vậy, có đủ hình tướng như là ở trong cung trời tự tại, có chư thiên vây quanh, cũng nên tùy theo đó mà thuyết pháp như vậy. Khi ấy Đại Bồ Tát Kim Cang Tạng bảo, cõi Phật mật nghiêm là tội thắng, tịch tỉnh là trí tuệ và thần thông, là chỗ an trụ của các bậc tu pháp quán hành, sẽ nay thường trụ không phải gì, không nước không thể tắm ướt, gió không thể làm khô, cũng chẳng phải như cái bình do cố công để làm thành là bị phá hoại, chẳng phải giống các cá nhân và không sự thành lập do giống các cá nhân. Vì sao? Vì tông và các phần khác là pháp bất định, các tông và nhân đều sai khác. Còn Phật mật nghiêm là thất chuyển y, vừa khỏi tâm phân biệt, chẳng phải cảnh hoạt động của các cái vọng tình. Còn Phật mật nghiêm là chỗ của Như Lai, chẳng phải do vi trần sinh, không có đầu mối kết thúc, chẳng phải tự tánh sinh, chẳng phải dục lạc sinh, không từ cõi trời mê thủ la sinh, cũng chẳng phải do vô minh ái nghiệp sinh, mà là chỗ sinh khởi của trí vô công dụng, vượt qua khỏi lưới tối tăm của trời dục sắc vô sắc vô tưởng. Còn Phật mật nghiêm A Nhãn Tức Đàn, chẳng phải như nơi cảnh giới hiện luận của bậc trí tuệ, cũng chẳng phải thánh thù thắng tự tại, chỗ hiểm bày của các tông phái thanh luận tỳ đà cho đến năng lực trí tuệ của Thích Lương Vĩ, còn không thể soi tỏ, chỉ là cảnh trí tu hành thanh tịnh của mười phương Như Lai. Này các nhân giả, tất cả phàm phu mê muội ở thế gian, vì nghiệp hay chẳng phải vì nghiệp, nay ta sẽ giảng nói về nghĩa của nghiệp hay chẳng phải nghiệp, khiến cho những người tu thiền định được an lạc. Giả nói kệ, tất cả vật trong ngoài thấy được do tự tâm, tâm chúng sinh hai tánh, chấp và chấp đối tượng, tâm thể có hai pháp, tức tâm thấy các vật. Tánh phàm phu mê hoặc tự mình không thể rõ, các cảnh giới được thấy đều là tự mình tạo, tướng những bình đáng có,
tìm không có thể tánh. Các vị tiên trí kém không thể biết rõ ràng, sai lìa lý chân thật theo con đường phân biệt. Tâm này có hai tánh như các hình trong gương, như trăng hiện trong nước. Người nhậm thấy dòng loài chuỗi anh lạc đều là không thật có, nhưng do bệnh nhậm mắt lại thấy có hiện rõ. Bình võ đều do thức, chúng sinh cũng như vậy, người hư vọng phân biệt, không biết luôn chấp thủ. Những chúng sinh già bệnh, vô số các hình tướng, trong ngoài không giống nhau, tất cả từ tâm sinh. Định mật nghiêm vi diệu, ngoài các pháp hiện hữu, nếu có thể tu hành, ở đó sinh các phước. Được giải thoát cõi dục và cõi trời sắc giới cho đến trời vô tưởng. Cùng trời sắc cánh cung, cõi không thức vô biên, phi tưởng phi phi tưởng trong các cõi như vậy, lần lượt trừ tham dục. Ở đó chẳng rút ráo, tìm đến cõi mật nghiêm, các Bồ Tát vây quanh giải thoát và tự tại. Ông lên tu định này. Sao còn chấp quyến thuộc, tướng thân thuộc đoán buộc, nhân sinh tử luân hồi, tên nam nữ tham ái, tên huyết cùng hòa hợp, như trùng ở bùn nhơ, ở trong đó cũng vậy, 9 tháng hoặc 10 tháng, các căn dần thành tựu. Lúc ra khỏi thai mẹ, như con trùng cừu quậy, từ đây mà lớn lên. Đến khi tâm hiểu biết, ta thấy các chúng sinh, sinh ra cũng như vậy, cha mẹ có vô số, và con cũng như vậy, có mặt khắp mọi nơi, trong tất cả thế gian, ví như đàn bà đá. Vừa mộng thấy sinh con, được bồng con vui thích, tìm lại thấy mất con. Thương khóc không ngừng lại, bỗng nhiên tỉnh thức dậy, không thấy có con mình lúc sinh và lúc chết. Là mộng thấy núi sông, đồng trống thôn xóm làng, mọi người đều đông đủ cùng nhau làm các việc. Người này giúp người kia như thế giới có thật. Và từ lúc tỉnh dậy tất cả đều chẳng có. Có người nhiều tham dục, là mộng thấy nội sắc, hình dáng rất đẹp đẽ, trang sức đồ quý báu. Ở trong mộng rất vui, tỉnh giấc thì không thấy, tất cả pháp thế gian nên biết đều như vậy. Ngôi, vua và dân chúng, cha mẹ cùng thân quyến, thể tánh đều không thật, do phàm phu điên đảo. Ông đối với định này, sao không xuyên tu tập, do lượng hàng thanh văn, độc giác và Bồ Tát, ở nơi chốn vắng lặng, núi rừng thường tịch tỉnh. Ở trong biển sữa cùng với Ma La Diêm, Tu Di cùng Tận Đà, Ma Hê Nhân Đà La, Kê La Bà Lợi Sư, cho đến ở núi tuyết, hoặc nơi cây Kiếp Ba, Ba Lợi Gia Đà La, dưới cây Câu Tỳ La, hoặc trên cây Bà La, ăn vị quả Xà Phù và thức ăn bất tử, đầy đủ các thần thông, theo tu pháp quán này, đời quá khứ vị lai, người thường ngồi trên hoa sen, các nhà thân bất động, chánh định luôn quán sát, hiểu được phục các căn, không tán loạn theo cảnh, như voi bị giam giữ, lìa dục được tam muội, nơi ra khỏi thế gian, trong tất cả các định, định Phật tịnh không có, tham ái đều trừ bỏ, trụ trong định do sắc và các thiền vô tưởng, thấy trời đang hoa sen, nước tướng lửa hư không, nếu lìa các phân biệt, tâm không còn dao động. Lìa ở trong tam muội, thấy vô lượng chư Phật một lúc đưa cánh tay, lấy nước rưới trên đầu. Giờ quả Phật như vậy, tất cả đều sáng suốt, đầy đủ các sắc thân, tùy nghi mà ứng hiện, những thần thông tự tại, tam muội đà la ni, các công đức như vậy, tất cả đều thành tựu. Phân tích về các sắc, cho đến quán vi trần, tự tánh không có thật, ví như sừng thọ hổ, đều hoàn toàn không có. Các uẩn cũng như thế, giống như tạo việc huyễn, tất cả đều như vậy. Ở đây không nghiệp quả, cũng không người tạo nghiệp. Thế gian không chủ thể, dù có chẳng thể tạo. Chủ thể và đối tượng sao phải là chủ thể? Lời nói này thành sai, người nói chẳng thanh tịnh, vì sao lại bảo có? Tùy luân cùng địa luân và chúng sinh thế gian lần lượt mà bày ra. Cái nẻo đều khác nhau, qua lại lẫn nó đây. Ai tạo ra các căn, vọng tình chấp lấy cảnh, cảnh này đều phân biệt. Liên tiếp mà biến đổi, giống như sữa lạc tô, trụ sinh diệt như vậy, hoặc nghiệp chẳng phải nghiệp, do đây vọng chấp sinh, người định thường xem đây, như mộng thành thác bà. Chúng sinh xưa đến nay, bị huân tập hỷ luận, sinh khởi các phân biệt, vô số các lỗi lầm. Các căn giống như huyễn, cảnh giới đồng như mộng, chủ thể và nghiệp tạo, người định không phân biệt. Chúng sinh các ác kiến, chấp có các chủ thể, tạo tất cả thế gian, hoặc ngọc báu mani và các mỏ vàng bạc, cầm thú sắc khác nhau,
Đầu mũi gai bén nhọn, những thứ này ai làm? Nên biết không, người tạo vượt ngoài tánh thế gian. Các duyên tạo vi trần, chẳng phải không có nhân. Tự nhiên mà có được người tâm mê chấp ngã, không biết thể tánh này là nghiệp chẳng phải nghiệp. Như vậy mà phân biệt, như đọc ở trong sữa, cùng tương ứng biến đổi. Các pháp cũng như vậy, thường sinh khởi phân biệt. Pháp tánh chẳng phải sinh, cũng chẳng phải hoại gì. Người mê không hiểu rõ, phân biệt đủ các thứ. Người định nên quán sát thế gian chỉ tích tụ, hoặc nghiệp chẳng phải nghiệp. Ở đây chớ tư duy, các cõi cùng qua lại như mặt trời mặt trăng, không nương dựa hư không, theo gió mà vận chuyển. Tánh nghiệp rất sâu kín, mật nghiêm có thể thấy. Người tu tập quán hành, không bị nghiệp ràng buộc. Ví như lửa đốt cây, chốc lát thành tro tàn. Lửa trí đốt của nghiệp nên biết cũng như vậy. Như đèn sáng phá tối, một niệm đều dứt hết các nghiệp chướng tối tâm, nhiều kiếp đã huân tập. Đèn trí tuệ Phật chiếu, sát na đều trừ diệt. Phẩm 5 phân biệt quán hành. Lúc ấy Đại Bồ Tát Kim Cang Tạng lại bảo đại chúng: Này các nhân giả, ví như có người ở chỗ đất trống lấy bùn ngói cỏ cây tập hợp lại làm thành cả nhà, làm xong lại quan sát kỹ mọi vật thì không phải là nhà, là như nhiều ngón hợp lại thành nắm tay, rồi ngón tay thì hình mà tìm nắm tay thì không thật có. Quân lính xe cộ thành ốc núi rừng bình võ, tất cả đều do hòa hợp mà thành. Người trí quán sát tất cả đều như những việc trong mộng, thân phàm phu, ngôi nhà cũng như vậy. Các cõi tích tụ với như núi cao nguy hiểm, tạm bợ không an ổn, như nhà mục nát không sinh không diệt, chẳng này chẳng kia, như thành càn thất bà, như ảnh như mây, như sóng nắng, như tượng vẽ, tôi có thể hiện tại thấy tánh thường thanh tịnh, sẽ đi tất cả sự phân biệt có không. Như người mù què chân giả, có tướng đi nhưng không có tánh chất thật, dù cho phân tích đến như hạt bụi nhưng chỉ là tên gọi, không có thật các vật. Nếu những người tu tập thiền định tư duy như vậy thì đối với sắc thanh pháp không sinh giác niệm. Ai diệt được giác niệm thì tâm được dừng nghỉ, tự tại giải thoát, không thọ các nghiệp. Thường tu tập thiền định rất thâm sâu, các tiên nhân thiên nữ xinh đẹp đến cúng dường, xem như việc nằm mộng, không sinh khởi sự tham đắm. Thân tuy ở đây mà các tiên nhân ngoại đạo trì chú cho đến phạm thiên cũng không thể thấy được đỉnh đầu. Người ấy không lâu được sinh trong cung điện Bảo Tàng Ma Đi, để được thần thông đầy đủ các công đức. Pháp quán hành này là cảnh giới thực hành của người có tâm rộng lớn. Các ông nên nhanh chóng phát tâm Bồ Đề. Người có tâm rộng lớn mau được sinh vào cung điện Hào Quang sáng chói, sẽ liệt các tham dục sân giận ngu si, sẽ được đến cõi mật nghiêm. Cõi này rộng lớn vi diệu tịch tỉnh, không có các hoạn nạn già bệnh chết, sẽ lìa các tướng, chẳng phải là chỗ hành của thức. Người vọng chấp thì không thể đạt được. Này các nhân giả, cõi này thanh tịnh là chỗ quán hành. Người nào mong đạt được phải siêng tu tập, đoạn trừ tham sân si, sẽ lìa ngã và ngã sở. Vì sao? Vì tham sân si và phiền não chấp các cảnh giới. Nếu chấp thủ đối với cảnh giới thì sinh nhị giác. Như có người nữ xinh đẹp khả ái, người có nhiều lòng dục, nhìn thấy sinh tâm tham muốn mê loạn. Lúc đi ngồi ăn uống ngủ nghỉ, người ấy luôn tưởng nhớ đến cô ấy, không nghĩ việc khác. Hình dáng của người nữ kia thường hiện trong tâm. Tâm người này bị cảnh làm nhiễm ô tán loạn, vì thế đối với cảnh giới không nên tham đắm. Này các nhân giả, ví như có người thấy có loại bò, nai, dê có sừng, liền biết hổ và thỏ là không có sừng. Giả sử không thấy bò, nai, dê có sừng thì đối với thỏ và hổ nhất định không sinh sự thấy là không có sừng. Người thế gian vọng thấy cũng như vậy, người chấp có thì sinh phân biệt có, về sau tìm thể tánh của nó không có nên cho rằng các pháp nhất định là không. Cho đến nếu người chưa xa lìa tâm phân biệt, thường sinh sự hiểu biết không bình đẳng cũng như vậy. Này các nhân giả, nên dùng trí tuệ quan sát tất cả cảnh giới hoạt động của tâm đều như người vọng chấp thấy bò và thỏ. Nếu các ông quan sát như vậy thì được tùy theo ý của mình phát sinh trong loài người, được làm vua chuyển luôn. Có ai lực lớn dược hư không mà đến đây phát sinh vào cung điện trên mặt trăng, mặt trời và các ngôi sao, cõi tứ thiên vương, thập thập tam thiên, rồi dạ ma, rồi đâu xuất đà, cho đến trời tự tại, làm chủ kho tàng cung điện báu, phát sinh trong các cõi trời cõi sắc, làm thân phạm thiên,
ở cõi phạm thiên tu mười pháp định. Trong các cõi trời vô phiền, vô nhiệt, thiện kiến, này thiện hiện, sắc của cánh không vô biên, thức vô biên, vô sở hữu, phi tưởng, phi phi tưởng, dần dần trừ hết tham dục, từ đó mà được sinh vào cõi Phật thanh tịnh, tự ở trong định vi diệu, giải thoát chân thật. Lúc ấy Bồ Tát Kim Cang Tạng liền nói kệ: do như bình dở mà thành gạch vụn, sắc na khác biệt liên tục vô thường, do giống sinh mầm, mầm sinh giống hoại, như người thợ khốn dùng đất làm bình, đất là pháp chỉ, màu như bình, màu bình như đất nếu dùng thêm loại đất sắc khác làm, lửa nung chín rồi sinh nhiều màu sắc, tiện trúc sinh hành, sừng sinh từ tỏi, ở chỗ nhớ bẩn, ruồi sinh từ trùng. Pháp trong thế gian có quả giống nhân, và có các vật chẳng giống với nhân. Do nhân biến hoại mà có quả sinh. Vô số các nhân đã không biến hoại, cho nên vọng chấp phân biệt như vậy. Không ngã chủ tể, thắng ngã trong ngã, chẳng có ý ngã cảnh giới các căn, hòa hợp làm nhân sinh từ nơi thức. Bậc trí phương tiện khi biết các cảnh, phá trừ phiền não, tất cả các ma, thế gian tham ái như lạc được mật. Nếu trừ tham ái, giải thoát trói buộc, như loài rắn độc, độc sân cũng vậy. Trong nẻo sinh tử, về nhiều khổ não, các vị nếu muốn dứt trừ khổ não, hãy nên chuyên tâm tu tập quán hành. Phẩm sáu kiến lập A Lại Gia, bây giờ Đại Bồ Tát Kim Cang Tạng bảo đại chúng. Các nhân giả ta nhớ tuổi xưa, những ai lực của Phật mà được định vi diệu, bao nhiêu thấy rõ những người thế gian tu tập thiền định và chư Phật Bồ Tát cùng ở trong các cõi nước khắp mười phương, đâu đó cõi Phật mật nghiêm là an lạc nhất. Chư Phật Bồ Tát số như vi trần ở Liên Hoa Tạng, lúc ấy ta nhất tâm chiêm ngưỡng từ trong định, từ thấy thân mình cùng các Bồ Tát ở cõi mật nghiêm, là thấy tạng giải thoát bằng như đốt ngón tay ở trong cung, sắc tướng sáng như hoa A Đát Tư, cũng như trăng sáng giữa hư không. Vừa thấy ta liền nghĩ: đây là gì mà có việc không thể nghĩ bàn như vậy? Lúc đang nghĩ ta liền thấy thân ta ở trong thân đó, ở trong đó thấy khắp thế gian. Bây giờ vô lượng Bồ Tát ở cõi ở trong Liên Hoa Tạng cũng đều thấy và nghĩ: đây là việc không thể nghĩ bàn. Khi Đức Phật thể hiện những việc ấy rồi, liền thâu thần lực, các Bồ Tát đều trở lại như cũ. Ta thấy việc hy hữu này rồi, biết vô số Bồ Tát thị hiện cảnh giới của Phật lai không thể nghĩ bàn. Các nhân giả Như Lai xưa lúc còn là Bồ Tát, tôi đều hoan hỷ. Thứ nhất, đến địa Pháp Vân, được pháp tổng trì, con nghĩa vô tận và các tam muội thủ lăng nghiêm, ý sinh thân tám thứ giải thoát, ứng hiện thần thông giáo hóa, gọi là quang minh. Tất cả công đức như vậy đã thành tựu, được thanh tịnh, mau thành chánh giác, trụ cõi mật nghiêm, tuệ nghi giáo hóa. Vô số hình tượng Phật và Bồ Tát tự nhiên hiện khắp tất cả thế gian, chuyển diệu pháp luân. Khi các chúng sinh diệt trừ ngu si, tu hành thiện pháp, hoặc có Bồ Tát thấy thân tướng Phật Thi Lợi Bà Tha, đủ tướng trang nghiêm, tự nhiên chiếu sáng như ánh lửa lớn, cùng các Bồ Tát trụ trong cung hoa sen thanh tịnh, thở ở trong định vi diệu an lạc. Họ thấy đại tọa Khẩn Đa La Vương hiện trong ngàn ức các thứ biến hóa như ánh trăng sáng chiếu khắp các cõi nước, hoặc thấy vô lượng chư thiên trí tuệ thiền xảo, các thứ trang nghiêm, đầu đội mã báu, thân đeo chuỗi ngọc ở các cõi trời đau xót, hoặc thấy phổ hiền có ai lực lớn, được nhất thiết trí biện tài vô ngại, ánh sáng nơi thân không có ai bằng, ở nơi cung điện như trăng tròn sáng, từ ở trong biển chánh định mật nghiêm mà hiện các hình tượng biến khắp tất cả, được các hiền thánh cùng khen ngợi tán thán, vô lượng trời tiên cả tất bà quốc vương thái tử cùng quyến thuộc vây quanh hầu hạ, hoặc thấy có vị tu pháp quán hành, các chúng chư thiên vây quanh trụ thiền vắng lặng giống như đang nằm ngủ mà sẽ liệt sự hôn trầm ý nhé. Để từng hầu hạ vô lượng chư Phật, hoặc thấy bậc đại đạo sư thì hiện đản sinh xuất gia, khổ hạnh tu tập chánh định cho đến nhập niết bàn, thì các thần thông đi đứng nằm ngồi vừa cõi hư không, khiến cho chư thiên loài người từ cõi diêm phù đề cho đến trời sắc của cánh đều được chiêm ngưỡng. Các nhân giả, thể tánh chư Phật chỉ có Phật mới biết, trí tuệ của Phật đối tối thượng không ai bằng. Đức Phật Thích Ca Mâu Ni đã được làm bậc sư tử trong loài người, các ông cũng sẽ được như vậy.
Vì thế các ông nên sinh lòng tin thanh tịnh, tin vào tánh Phật thì được giải thoát. Người ấy hoặc sẽ được làm chủ luân thánh vương và các tiểu vương cho đến sinh ở trong cung Phạm Thiên được làm thiên chủ. Các chư thiên này chuyên cần tinh tấn ở nơi cõi Phật Liên Hoa Tạng thanh tịnh, cùng các Bồ Tát từ hoa sen hóa sinh, nhập vào đạo giới thừa, xa lìa tập khí tham sân si, thu phục các thiên ma ở cõi dục, tinh tấn chí không khiếp nhược, làm cho ánh sáng Phật pháp chiếu khắp các cõi nước. Các nhân giả nếu muốn làm Phật thì chúng tánh Phật phải thanh tịnh. Chúng tánh ấy thanh tịnh rồi, tức được Như Lai tọa ký thành vô thượng chánh đẳng chánh giác, làm đỡ cho tất cả những người tu hành, với nơi đại địa làm chỗ nương cho tất cả chúng sinh, như lương y khéo bào chế thuốc. Khi khắp thành ấp bình đẳng cứu giúp tất cả những người bệnh, Đức Phật cũng như vậy, tâm bình đẳng giáo hóa không phân biệt, dù có bị chúng sinh cắt da thì tâm cũng không động. Các nhân giả cảnh giới sở hành trong ngoài của tâm đều chỉ là thức mê loạn mà thấy. Ở đây không có ngã và ngại sở, năng sở cả hai, tất cả đều là cảnh giới của ý thức. Nếu mà ai lại da mà phân biệt như vậy, ví như có người đặt viên ngọc vào trong nắng mặt trời, hoặc do đùa lấy lửa mà sinh ra lửa, điều này chẳng phải ngọc đùa lấy lửa sinh, cũng chẳng do người làm. Tâm ý thức cũng như vậy, do căn cảnh tác ý hợp mà sinh. Tánh này có phải của mê hoặc như sóng nắng, mộng huyễn, sự chấp thủ, hay giống lông rùa, sừng thỏ, như xét đánh ra lửa, là từ nước, từ điện, từ sóng mà sinh chăng? Không thể nhất định biết chỗ sinh, như thấy người tạo gốm tạo ra các loại bình, các thứ dục tâm pháp cùng tâm sinh cũng như vậy. Các nhân giả từ tánh của tâm không thể nghĩ bàn, người trong cõi mật nghiêm mới có thể thấy biết hoàn toàn. Các nhân giả, thức A lại gia của chúng sinh xưa nay viên mãn thanh tịnh, vượt ngoài thế gian cùng ở niết bàn, như ánh trăng sáng hiện khắp các cõi nước. Người thế gian thấy có khuyết tròn, nhưng tệ tánh của trăng vẫn chưa từng tăng giảm. Tạng thức cũng như vậy, hiện khắp trong cảnh giới của tất cả chúng sinh, tánh thường viên mãn thanh tịnh, không tăng không giảm. Người vô trí vọng sinh chấp trước, đã có năng lực hiểu biết chân chánh, thì được chuyển y vô lậu sai biệt. Được pháp sai biệt này rất khó, như trăng ở trong mây mà tánh vẫn thường sáng tỏ. Tạng thức cũng vậy, thức lưu chuyển trong cảnh giới tập khí, nhưng vẫn thường thanh tịnh, như cây ở trong sông theo dòng trôi. Nhưng cây cùng với dòng tạng thức khác nhau, tạng thức cũng vậy, các tập khí khác thường sinh khởi mà thức không bị nhiễm ô. Các nhân giả, tức A lại gia thường làm chỗ y cứ của các pháp nhiễm tịnh, là cảnh giới thiền định hiện pháp lạc trú của các thánh nhân và các cõi trời người. Các cõi nước chư Phật đều lấy đó làm nhân, thường làm chủng tánh cho các thừa, loại giác ngộ được tức thành Phật đạo. Các nhân giả, tất cả chúng sinh có đủ công đức oai lực tự tại cho đến sinh chỗ hiểm nạn, tức A lại gia thường ở trong đó làm chỗ y cứ. Chúng sinh tự bơ thủy ở trong cảnh giới này, tự mình làm tăng trưởng tập khí các nghiệp, cũng có thể tăng trưởng bảy thức khác do hàng phàm phu chấp có chủ thể và đối tượng ở trong ngã. Các nhân giả ý ở trong thân như gió thổi mạnh thổi nhanh, gió nghiệp thổi làm các căn chuyển biến, bảy thức đồng thời chuyển như sóng dậy. Tánh vi trần thù thắng, thời gian tự tại, thế gian của ngoại đạo chấp đều là thức A lại gia thanh tịnh. Các nhân giả, thức A lại gia do nghiệp lực cổ gia ái làm nhân, tạo thành thế gian bao nhiêu phẩm loại, người vọng chấp cho mình tạo ra. Thế tướng của thức này vi tế khó biết, người mê chưa thấy rõ tâm chân thật, đối với căn cảnh ý sinh tham ái. Bây giờ Đại Bồ Tát Kim Cang Tạng nói là nói kệ: Này Phật tử các ông, vì sao chẳng nghe thấy tánh tạng thức thanh tịnh, chỗ nương tựa các thân, hoặc độ 32 tướng Phật và luân vương, hoặc vô số thân hình thế gian đều thấy được, như trăng sáng giữa không, các sao cùng vây quanh. Các thức A lại gia ở trong thân cũng vậy, như thiên chủ cõi dục, người hầu trong cung báu, các thần ở sông biển, trong nước được tự tại. Là thức ở thế gian nên biết cũng như vậy, như đất sinh các vật, tâm này hiện nhiều nơi, ví như vua mặt trời, rực sáng ngự cung báu, đi quanh núi tu di, chiếu sáng khắp trời người.
Chư thiên về thế gian thấy rồi liền kính lễ Phật trong cõi tạng tức tướng ấy cũng như vậy. Hành các hạnh mười địa hiển bày pháp đại thừa bao duy khắp chúng sinh thường tại thế Như Lai. Ở nơi thân Bồ Tát, đây gọi là Bồ Tát. Phật cùng các Bồ Tát đều là A Lại Gia. Phật và các Phật tử đã thọ sẽ thọ ký A Lại Gia rộng lớn sẽ được thành chánh giác. Các định ở mặt nghiêm cùng định diệu tương ứng ở nơi A Lại Gia quan sát thấy rõ ràng. Phật và Bích Chi Phật thanh văn các ngoại đạo, người thấy lý không sợ quan sát nơi tức này, vô số các cảm thức đều tùy tâm biến hiện, bình võ và các vật như vậy tánh đều không, đều được A Lại Gia chúng sinh thấy mê mờ, do vì các tập khí chấp và đối tượng chấp, tánh này chẳng như huyễn, sống đến và quán mắt, chẳng sinh, chẳng không sinh, chẳng không cũng chẳng có, ví như tướng dài ngắn, liền một tức là không, người trí quán việc huyễn, đấy chỉ là huyễn thôi, như từng có một vật mà đồng sinh cùng huyễn, sống nắng và quán mắt, hòa hợp có thể thấy, liền một không hòa hợp, quá khứ vị lai không. Những việc huyễn như thế mà mỗi tướng các vật đều do tâm biến hiện, không thể cũng không danh. Người mê hoặc trong đời, tâm họ không giải thoát. Vọng thuyết có việc huyễn, huyễn thành vô số vật. Huyễn sư cùng dùng ngói gạch tạo ra các đồ vật, chuyên cần hoặc đến đi, thấy việc này chẳng thật. Như sắc nhờ nam châm mà di chuyển vị trí, tạng thức cũng như vậy, tùy chỗ phân biệt chuyển, tất cả các thế gian đều hiện khắp mọi nơi như mặt trời, ngọc báu. Không tư duy phân biệt, tức này hiện khắp nơi, thấy cho là lưu chuyển, không sinh cũng không chết, pháp vốn chẳng lưu chuyển. Người định thường quan sát, sinh tử vốn như mộng, khế liền chuyển ấy gọi là được giải thoát. Đây tức là giáo lý tối thượng của Chư Phật. Tư duy tất cả pháp như cân, như gương sáng, là như đèn sáng lớn cũng như thử đá vàng. Xe liền nơi đoạn diệt, nêu lên tướng chánh đạo, người tu hành diệu định đạt được nhân giải thoát. Xa lìa các tạp nhiễm mà hiện rõ chuyển y. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.